Xpander họ gặp tình trạng một chiếc xe tải họ đang dê lui lại ngược chiều để họ bốc dỡ hàng gì đó, thì họ không chú ý cái xe đằng sau này, họ dê làm cái đùng một phát vào cốp sau này luôn. Cách tháo kính sau Xpander. Một phát một ăn ngay luôn. Đó, và điều đặc biệt á, không tháo cốp và không cần phải thay bản lề luôn. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của ô tô Hoàng Long. Như các bạn đã thấy, hôm nay chúng ta có một em Xpander đó, gặp tình trạng là anh chủ xe đang mở cốp để lấy đồ, thì một chiếc xe tải họ đang dê lui lại ngược chiều để họ bốc dỡ hàng gì đó, thì họ không chú ý cái xe đằng sau này, họ dê làm cái đùng một phát vào cốp sau này luôn. Đó, may cho anh chủ xe là anh đứng ở phần phía bên này, chứ anh mà đứng ở phần trong này là cũng tiêu rồi. Anh bảo là hút cái đùng một cái xong là mặt anh là không còn giọt máu rồi luôn, tái mét đó. Thì cú va chạm nó làm cho cái xe bị biến dạng, cái cốp cong vẹo, cái cốp nó thấy rất rõ luôn, thấy không, cong gập nặng ở cái phần phía bên phụ này đó. Bên tài này thì cũng quéo queo luôn đấy. Về phần thiệt hại của cái xe thì may là không bị bể kính này. Bể kính này là cũng thêm chục triệu. Rồi bể cung đèn này là cũng thêm mười mấy triệu. Đó, cũng may là chỉ bị cái cốp này thôi. Đó, thì cái cốp này sẽ sửa chữa như thế nào để phục hồi lại với hiện trạng ban đầu, và thời gian hết bao nhiêu lâu, và tổng chi phí sửa chữa cái trường hợp này hết bao nhiêu tiền, thì tất cả sẽ được mình chia sẻ trong clip này. Ok, trước khi bắt đầu, các bạn yêu thích các video về sửa chữa, tân trang, phục hồi làm đẹp xe của mình thì nhớ cho mình xin một like, một subscribe và một lượt chia sẻ video để giúp cho cộng đồng có thêm nhiều thông tin hữu ích khi cần các bạn nha. Ok, let's go. Mới đầu mình nhắm là mình có thể kéo nó ra luôn mà không cần tháo kính, nhưng mà suy đi tính lại thì thôi, mất thêm một xíu công nữa tháo cái kính ra cho nó chắc, chứ mất công nó kéo ra mà nó bể thì lại công cốc. Cách tháo kính sau Xpander. Cái này nó chỉ có nút nhựa thôi, giật lả ra đó. Thì tháo tắp bi ra thì bên trong chúng ta sẽ dùng cái dao đọc giấy, chúng ta sẽ xẻ một đường đó, sau đó sẽ đẩy cái sợi dây cáp luồn ra bên ngoài đó để tạo thành cái thế cắt. Cắt ra mà nó phình mà nó hổng ra như thế này luôn này, thấy không? Đó, các bạn thấy chưa, cái khung xương này đó, chỗ này nè, nó tháo tấm kính ra xong thấy thoải mái luôn. Bây giờ kéo cỡ nào kéo, đánh búa cỡ nào đánh, không sợ tức bể kính. Tấm kính này tháo ra là chỉ có để nằm như thế này thôi, không có để dựng đứng lên, mà cũng không có để úp lại. Úp lại thì nó bể, mà dựng đứng lên nó cong cái ron này đó. Cắt kính này á là quan trọng, là phải giữ lại được cái đường ron đó, chứ không cắt mà đi hư luôn cái ron là dở.
Báo đèn tốt luôn. Ốc số 8. Hai con, một con trong này nữa nè. Tháo dắt rồi. Đó, mình đẩy ra. Đó, ok. Rồi, nó ốp ra luôn. Cái đèn biển số muốn rụng ra ngoài luôn rồi nè. Tháo luôn. Ốp mở cái ốp bốp nè. Rồi, con ốp bên này lỏng lẹt luôn. Lỏng vào bàn tay luôn. Hàng ốc số 10. Còn hai góc này rất là cứng. Mình nghĩ là những cái điểm mà tỷ lực như này chắc chắn là nó sẽ bắt ốc nha. Đúng luôn, thấy không? Đó, hàn ốc này là nó bắt cho cái ốp bên ngoài luôn này các bạn nè. Đây nè. Đó, chính nó đó. Rồi, thấy không? Chứ đừng có cố gắng giật nha, giật là nó gãy đó. Tháo camera lùi ra luôn. Và cho nó nằm luôn là đúng rồi đấy. Nó vào đây nằm luôn đi. Vào đây nằm luôn đi. Rồi. Không? Mở khóa cốp Xpander này. Bật như thế này nó sẽ đẩy cái này xuống ổ khóa. Đẩy xuống ổ khóa nó sẽ mở ổ khóa. Cái lúc nãy cái tay cầm lúc nãy nó sẽ bấm nó sẽ đẩy cái này nè. Đó, để nó mở cho cái lẫy này nè. Thấy không? Ví dụ như đóng rồi nha. Đó, xong rồi đẩy lại nè. Đó, bung nè, thấy không? Đóng nè. Đó, đẩy phát nè. Bung nè, thấy chưa? Đây cạnh này, đầu tiên vấn đề chính là lôi cạnh này ra. Nó đang vênh mà, thấy không? Thiếu một gang luôn. Thiếu một gang luôn. Thấy chưa? Mà nó đang bị cục vào cái khung rồi này. Đó, thì mình phải bẻ cái cạnh này ra. Đó, bẻ vào đây. Bẻ lên. Đó, bẻ dần lên. Một phút 30 giây bắt đầu, kéo đi. Một phút 30 giây để xoay đi xuống ở đây, kéo đi. Kéo bằng mắt. Ở đây ba lăng kéo ra. Phải cỡ khoảng lực cũng khoảng 4-5 tấn đó, thì mới kéo ra nổi. Nhớ ở đây lực cũng 50kg, thì sao mà kéo nổi. Rồi, giờ phút ghi bàn đã điểm, bây giờ mình sẽ kéo cho nó bung ra luôn. Ra rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ để cho nó cứng cái form lại một tí. Cỡ khoảng 15-20 phút nữa. Xong quay lại mình sẽ xả ra. Để ra xem thử nó đã ngay ngắn chưa nhé. Đó, khung này nè. Vuông nè, thấy không? Khung này đang hơi cong nè.
giờ là cái cạnh của cái cốp này thẳng băng rồi này. Thấy chưa? Đó, nó ra rồi đó. Vô, như vậy là mình đã hoàn thành xong phần kéo khung rồi nha các bạn. Đây, cho các bạn xem kết quả sau khi đã kéo khung này. Đó, ok chưa? Một phát một, ăn ngay luôn. Đó, và điều đặc biệt á là mình không cần phải tháo cốp. À, ốc cốp vẫn đang còn nguyên zin luôn, không tháo cốp và không cần phải thay bản lề luôn. Chỉ nguyên. À, như bây giờ thì mình có thể thấy được là nó đang thiếu cái này nè. Thấy không? Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đang thiếu đó. Đi luôn, hai bên luôn. Hai bên đi nhau luôn nè. Kết quả của việc kéo khung xương đây. Đều đúng không? Đều đó, đều đúng không? Đều gần luôn đúng không? Bên này nặng nè, bên này đẹp luôn, đều luôn đúng không? Hai cạnh này đều luôn. Đó, cạnh dưới này đều luôn. Đây, ok. Như vậy là công việc kéo nắn khung cho nó về form lại tiêu chuẩn đã xong. Thì bây giờ mình sẽ làm đồng để giật láng hết cái bề mặt này cho thợ sơn vào việc nữa. Sơn cho em nó là xong nha các bạn nha. Ok các bạn, một mẹo để xử lý các cái mụn ruồi, mình hay gọi là mụn ruồi, tại vì sao? Khi mà các bạn mà thợ mà non tay á, giật móc này ra này thì nó sẽ bị lồi. Nó bị lồi, đây, cái nốt lồi đây. Đây, những cái vết này là những cái nốt lồi. Nếu nhưng mà mình lấy búa, mình đánh vào đó thì nó sẽ móc nguyên một cái vùng này xuống luôn. Tại vì cái búa này lực tác động nó rất là lớn. Đó, còn nếu nhưng mà sử dụng cách của mình, đây là một mẹo, mình sẽ chỉnh máy xuống 1.1 nhỏ nhất. Đây, mình sẽ dùng thao tác này. Đây, hạt lồi đây đúng không? Đó, tầm vào, cho vào hạt lồi, đúng chưa? Rồi, lấy góc rộng ra, lấy góc rộng ra, đúng chưa? Cho vào đúng hạt lồi rồi, bắt đầu mình bấm cò này, ấn vào nhẹ trước xong bấm cò. Đó, xong rồi mình xoay. Đó, như vậy cái hạt lồi nó sẽ được đẩy vào mà nó không móc nguyên một cái bụng. Đó, rồi cận cảnh này để xem này. Đây, hạt này. Rồi, cận cảnh giữ im luôn cận cảnh này. Anh em thấy chưa? Đó, nốt lồi đây. Đây. Đó, ấn vào nhẹ nè, bấm cò nè, xoay nhẹ phát này. Đó, nốt lồi nè. Đây, nốt lồi. Cầm máy cho nó ngang vào. Đây, cận cảnh nút lồi này. Thấy chưa? Rồi. Đó, cầm tay cho chính xác vào cái nút lồi nè. Bắt đầu nè, ấn nhẹ vào nè, bấm cò nè, xoay nè. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, như vậy là nó sẽ láng mà nó không bị móc sâu. Chúc các bạn áp dụng thành công. À, cầm ba dao. Thanh niên này chắc Yoro rồi. Haki bá vương rồi.
mình đã dán xong cái tấm kính rồi này, và mình đã sửa xong, chét xong cái mặt nền bên trong rồi đấy. Bây giờ cũng muộn rồi, 10 giờ rồi, thì chắc có lẽ là bây giờ mình sẽ nghỉ thôi. Sáng mai sẽ hoàn thành tiếp, để bây giờ qua đêm á, cho lớp keo này cho nó khô này. Ok, sáng mai khui ra cho bạn có kết quả. Yo các bạn ơi, giờ phút ghi bàn đã điểm. Đó, mình đã lắp xong xuôi hết rồi nè, băng dán xong xuôi hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ sơn cho em nó đẹp long lanh. Xong lớp bóng đầu tiên rồi các bạn ơi. Bây giờ để cho cái lớp bóng đầu tiên nó khô tầm khoảng 7 đến 10 phút. Đó, xong mình sẽ bắn thêm một nước bóng nữa là xong luôn nhé. Tên mặt ngoài đã xong. Ok, đâu vào đó. Mất sợ ướt luôn đó. Mình đã mất 3 ngày 2 đêm để sửa chữa chiếc Xpander bị xe tải hút móp đít, và đây là kết quả.